Thưa quý vị, tối qua ngày 19 tháng 9, vòng chung kết cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo do Trung ương Đoàn phối hợp với Trường Đại học Đại Nam và báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp đến từ các trường đại học và nhiều tỉnh đoàn trong cả nước. Kết thúc vòng thi sơ loại, 5 dự án xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết là nấm linh chi của Học viện Nông nghiệp, sản xuất rượu thảo dược của Đại học Thái Bình, túi bọc trái cây Hòa Bình, nuôi dê sữa hữu cơ Thái Bình của các tỉnh đoàn, dưa lưới Thanh Hóa của thí sinh tự do và lợn đen thảo dược của Đại học Đại Nam. Nét mới của cuộc thi năm nay là chọn tinh thần khởi nghiệp làm giá trị cốt lõi, đào tạo và phát triển các kỹ năng xây dựng, phát triển, triển khai các dự án khởi nghiệp dưới mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tại các trường, địa phương. Qua 4 năm tổ chức, cuộc thi đã tạo sân chơi cho các bạn thanh niên, sinh viên thực hiện ý tưởng trong việc lập nghiệp, khởi nghiệp, kêu gọi nguồn vốn đầu tư giúp các bạn trẻ đi tới thành công.